Chào mừng mọi người đã đến với shop cô ngân.vn, shop ảnh chính thức của mình với những vòng quay may mắn cực kỳ hấp dẫn, chúng kim cương cực khủng chỉ với 19.000. Bên cạnh đó còn có những trò chơi hấp dẫn với tỷ lệ chúng kim cương 100%. Link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người, hãy cùng ủng hộ mình. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày gì con? Bánh kim là ngày gì? Ngày sinh nhật của Bom đúng không? Thì hôm nay là ngày 8 tháng 1 mọi người à. 8 tháng 1 năm ngoái thì mình cũng tổ chức sinh nhật cho Bom. Năm nay mình cũng tổ chức ở Sài Gòn luôn. Bây giờ đang làm gì? Bây giờ mẹ Ngân làm gì cho con? Làm tóc. Làm tóc xong rồi ăn bánh sinh nhật. Nhờ. Đấy, nên là hôm nay mình sẽ kiểu trang trí với lại là làm bánh sinh nhật cho Bom luôn. Sướng không? Vui không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm tóc nha. Chỗ hôm nay mặc váy công chúa đấy. Ok mọi người, thì vẫn là cái bức tường này, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một cái khác mọi người. Thì mấy năm trước thì mình cũng kiểu chuẩn bị bóng bóng đồ rồi, nhưng mà năm nay mình sẽ làm một quả đấy. Happy birthday. Năm nay thì mình sẽ dùng cái máy chiếu nha, nhưng mà trời nó chưa có tối lắm, nhưng mà buổi tối khi mình chiếu này lên thì sẽ có chữ happy birthday ở trên đây. Và hai cái bức hình mà mình đã chuẩn bị đây, hình của Bom mọi người à, này rất là xinh luôn. Thì tối nay mình sẽ gắn cái máy chiếu ở đây và có hai tấm hình đấy, công chúa đàng hoàng đấy. Mẹ Ngân đeo cài cho con nha. Trời ơi công chúa xinh quá, cái nơ nè xinh quá. Ai mua váy cho con vậy? Ai mà biết được. Sơn môi nữa nha, sơn môi với lại làm kim tuyến cho con nha. Đây cho mẹ Ngân nắm kim tuyến này nha. Ngồi im. Đây là quả bánh kem mà mình đã chuẩn bị riêng cho Bom đây. Con heo là tuổi của Bom luôn mọi người. Năm nay đã 3 tuổi rồi. Đây. Quả bánh kem rất là xịn sò con bò luôn. Đây, như một con heo luôn. Trời ơi. Trời ơi. Rồi ra thổi nến bánh kem nha. Rồi chu mở lên. Rồi bấm đi. Bấm. Bấm lên. Chu lại. Rồi tìm lim luôn rồi. Rồi bấm đi. Xin nó xoay một vòng coi. Trời ơi, xinh dữ trời. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vỗ tay. Con nhắm mắt lại. Thương em miếng. Tối ôm em ngủ luôn nha. Em có cao bằng con không? Con đo thử. Nói gì với em đi. Nắm tay em hả? Ẩm em lên. Đem em vô phòng ngủ luôn đi. Tối ôm em ngủ luôn nha. Ồ, hai em luôn. Thương em này miếng. Ô là trời, thương vậy. Bưng em đi đâu vậy? Bưng em đi ngủ hả? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
con vịt đây, mẹ con một con vịt rồi múa nữa. Kia thì đang rửa rau đấy, kiểu là sạch sẽ luôn. Thì hôm nay cô Ngân Ti Dây sẽ đóng vai trò đó là người ướp tôm và nướng tôm luôn nha mọi người. Con tôm khá là to luôn ấy. Và đây là thành quả sau khi 10 phút mà tụi mình nướng tôm. Wow, hấp dẫn liền. Và đây là 1, 2, 3, 4, 5 con cua được hấp lên. Nói chung là khá là nhiều con cua luôn. Và đây là thành quả của chúng tôi ngày hôm nay, gồm có tôm, cua, chân gà, xả tắc đồ đó. Đấy. Ok, chuyên mục tặng quà. Mời cả gia đình ra tặng quà đây. Mời mẹ Ngân. Nghe. Ok. Rồi, quà gì đây? Đây, sinh nhật bông đúng không? Trời đây. Trời ơi, dây chuyền vàng PNC. Ôi ôi. Được, cái này được nhá. Xin. Ủa, quà của bông mà sao anh xin? Đại diện nhận quà. Ok. Anh sẽ đối nhá. Đúng nhá. Rồi. Ok, người tiếp theo. Người tiếp theo đây. Người tiếp theo nha. Người tiếp theo đi. Đây. Gì như vợ chồng vậy? Phong bì à? Đây thì sẽ cho bông mua quà hoa sữa nha. À ok. Quả hơi phèn nha. 50. Đâu, không đỡ xin. Từ 50% lương. Không nói nhiều. Ghét quá nên tí đi chưa. Châu dữ. Rồi, mời tiền tiếp theo đây. Người tiếp theo đây. Ừ. Người tiếp theo. Người tiếp theo đây. Ôi cười ạ. Xe đạp luôn cả xe đạp. Có xe này hả? Bông thích siêu xe không? Rồi, bác quý trừ 20% lương, xe hơi phèn. Ủa? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Em vào bên đi. Rồi, người tiếp theo. Rồi, rồi. Mẹ, cái phòng bì nhỏ trừ 20% lương. Trời ơi. Nhưng mà lỡ nó to rồi sao anh? Em có quà nhưng mà hai chồng em không có gì. Chưa chưa. Thì chia. Chưa chưa ơi. Chúc bé Bông sinh nhật vui vẻ nha. Bé Bông sinh nhật vui vẻ. Chia thì chia. Rồi, tất cả mọi thứ không quan trọng. Mọi người tiếp theo đây. Cười lên con, cười lên. Những quà em sẽ buồn nhé. Cười lên coi, cười nhá. Cười lên, đây quà anh cho. Cười lên quà đập nhau. Con nào? Bái à? Cái này được này. Cười tươi nha. Cái gì mà tặng con gái người ta sinh nhật mà chẳng mấy đẹp. Đẹp mà. Cái này chưa được qua đi kết nữa. Người tiếp theo đây. Người tiếp theo. Quà, người tiếp theo. Cái thùng này to này. Tăng 20% lương này. Tôi em có xài được đâu. Tôi chơi. Trời ơi. Cái này đồ chơi hả? Đồ chơi. Tưởng là có cái gì. Người tiếp theo đây. Còn ai không? Còn ai không? Người cuối cùng rồi kia. Robot. Cái này anh chờ được. Tăng 10% lương. Quay lại anh, quay lại anh. Anh quay lại. Ok, xong quà. Rồi. Ơi, rồi, con. Thích nào nhất? Con bây giờ con chọn đi, thích cái nào nhất? Này, chọn sai cái nó đuổi nó phải nha. À, thích con robot nhất hả? Ok. Rồi, cảm ơn đi, con đứng đi, con cảm ơn đi. Cảm ơn, cho con xin đi. Nói đi. Cho con xin. Cảm ơn. Cho nói xin. Đi, cho con xin đã, cho con xin rồi mẹ con cho. Cho con xin, xin đi. Con xin mọi người. Ok, rồi, ok, ok. Xong chưa? Rồi, ok. Con chia được rồi hả? Đâu quên đi. Quên đi. Quên đi. Quên quay à? Quay. À không, cái này của Bụng. À, khui. Khui quà này con. Ok, bây giờ công chúa khui quà. Ui trời. Lấy cái kiểu, lấy cái kiểu nhìn. Em xin cái kiểu. Bóc sướng chứ con. Ờ, thôi con bóc luôn đi con. Nè, rút ra. Xí ra con. Ui dồi ôi. Lấy kiểu. Quả xé chất lượng ấy nha. Xí đây nha con. Cái hộp to thế. Xí xuống. Chuẩn bị 2 thùng mì tôm. Xí đây. Rồi xí thế. Mở lâu thế. Đôi tô đây 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 rồi con.
để ngược rồi, để ngược đây. Không ngược chứ gì. Wow. Cái gì vậy? Con heo. Con heo à? Trời. Con gì đây? Con heo. Con heo. Con gì đây? Heo. Con heo to tê. Đây mình con cắt thôi nha. Rồi ôm lên con nào, ôm lên con nào, gần mại cam quá rồi. Ôm lên cái. Rồi quay quay mặt con heo ra đây. Quay cái mặt con heo ra con. Đây, quay ra đây. Đó. Mang con heo qua đây. Heo này giống Triệu Tư của Tứ Ca kia ta. Thôi tiếp